Các bác anh em nha, em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh em Sắt Cái Thắng đây nè. Chỗ ở của em là ấp Minh Kim, xã Minh Thịnh, huyện Hưng Minh Thượng, An Giang anh em. Em dân thừa lên tiếp cho anh em một cái con Mitsu 6 dấu đạn. Dòng này bữa hôm em mới lên cái là chút xíu là có khách chốt rồi. Đi bà con, số bà con chưa từng xài thì sợ, còn một số bà con xài rồi thì rất là thích. Chứ mua Mitsu hoài vì lý do nó bền anh em ơi, nó bền với nó lì, anh em chạy rồi gì nó chạy hoài luôn á. Cái độ dẻo dai có dòng Mitsu nó ngộ vậy đó. Những khách hàng nào mà xài rồi thì rất là thích, còn những khách hàng nào mà chưa xài thì ngán nó vui mấy đó, mua hư rồi có đồ này. Mà thật sự với anh em là bây giờ đồ nó rất là đa dạng phong phú luôn anh em, linh kiện có hết. Với bà con cũng như cô bác an tâm về vấn đề này nha. Bây giờ nhu cầu của người Việt Nam mình, một số bà con là rất là chuộng những cái hàng Nhật Bản, cũng còn một số ít bà con còn thích đồ mới của Trung Quốc ha. Rồi em chi tiết máy thì em xin quay thật là kỹ cho anh em bà con có bắt mình. Thứ nhất là về các nước nè, các nước của cái Mitsu này nó rất là dày, em bao các nước cho anh em mình rất là dày dặn luôn á. Lá nó cứng hơn cái dòng máy Tết, mình nhìn thấy nó chắc chắn hơn. Cái này thì em thấy cái dòng máy này nó ngộ, cái gì nó cũng chắc chắn hơn. Cái quay anh em nhìn cái tướng nó cũng vậy nè, nó dày nó chắc hơn người ta. Cái chụp que cũng gì, nó lưới cộng nào con thấy chà bá luôn rồi. Còn mặt cái ông trước người ta làm bằng nhôm thì hình như là sắt pha gan. Bấy cái này anh em nào mà có giận mà quay không chạy lấy búa đập nó mình chưa bị. Nó giữ ra lắm luôn á, nó cứng á. Nắp hông của người ta bằng sắt thì ông này ông bằng, có nắp hông người ta bằng nhôm này ông bằng sắt. Đó, này Mitsu 6 nè anh em nhìn. Mitsu 6 nó là 5 BS, 5 ngựa. Nó chạy gió nghe nè, dòng này nó có hai búa dục, nó chạy rất là mạnh. Một đây dưới đây. Nó rất là mạnh luôn. Như cô lo nó còn sáng giới gì nè. Rất là mới luôn. Hả? Cái chui gì đó? Cái đuôi vậy, cái chui. Cái chuông với cốt hả? Cái 230 em ơi. Còn cái này. Còn cái này cái bộ lọc gió của nó vậy nè. Cái này trước là có một số máy em về làm thấy nó còn cái lược vô này nè. Nó còn cái lọc gió vô nè, nó hút vô. Mà cái này thì ví dụ như anh em về thấy nó hơi sùm không coi, nó cồng kềnh quá thì có thể mình tháo ra bỏ đi ha. Tháo ra bỏ, còn cái Moligin theo máy nó còn nguyên xi. Còn cái này thì có bu lửa nữa nè, hồi nãy mình thừa thợ em có tháo cái này ra để cho anh em bà con cô bác mình tiện cho cái việc mà mình quay với mình nhìn cái khối bu, giờ để không có làm mất cái thời gian của bà con cô bác mình. Em nhận thừa test hàng cho anh em bà con cô bác mình nha. Cái máy này là cái thành quả của anh thừa nè, giờ còn thừa với ông Phụng không à anh em ơi. Nãy Nhi vô đây em làm nó tắt nó giọt. Rồi em giữ ra anh luôn đi. Nghe nó kêu gà gà, không biết nó gọi đâu. Nghe tiếng gà gà. Cái này hả? Nó quần quá hả? Cái này anh em mua về bơm nước ruộng, tầm cái đó 80 nha. Để 50, 80 là vừa chút nó.
nói chuyện em cái đợt để mà đồng này vượng rất là tiện luôn. Rồi là anh em nào có cái giường nhỏ nhỏ để nó mình treo cái cam dùng đùi đất hay dùng đất thì chạy hoài luôn. Thì cái dòng này cái lợi thế cái dòng này là nó bền chạy ổn định, nhưng mà giá cả nó phải chăng đó, mình không có lo lắng khi mình để sau nhà. Cái gần gạch quá để họ kiểm tra lại cái này nó điêu cái gì rồi đừng nói chuyện này con nghĩ chất cỏ này quá. Cam đi cũng gạch quá này, cái đầu bỏ nhớt nó còn mới gì nữa. Anh nhóm ra lớn tí cho bà con mình nghe. Đây nãy giờ quên khóa qua dầu luôn. Thế tí rồi hết dầu rồi. Rồi em cũng xin báo giá anh em bà con cô bác mình luôn ha. Cái máy này em bán cho anh em là 3.8 nha. 3.8 bao ship. Anh em có một cái máy Nhật Bản anh em xài rồi. Bây giờ chạy gió anh. Rất tiện cho anh em bà con cô bác mình, bây giờ bơm nước ruộng chắc nước thôi ha. Không lo lắng gì vấn đề mà nước lên máy không thôi là không có nước. Chạy rất là ok, rất là bền bỉ. Rồi em xin nhắc lại lần nữa cho anh em. Cái máy Mitsubishi 6 này em bán cho anh em là 3.8 em bao ship nha. Anh em nào làm được cái máy này thì alo giùm em nha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất nhiều. Chào tạm biệt anh em.